Xin chào đội hậu bé khèn ốp lái, cái lái hậu bé khèn ốp lái, phần đảng lao leo xì tròn xì nhắn video. Hậu bé ốp lái gắn, nên nói cũng nên đầu kèo nhắn sắp xám, có nghĩa là ngày 13 tháng 11 2022 năm nhân dân. Bằng kê môn nhắn năng nên nhì sắp, sắp nhật nhằm dẫn nhắn cũng đầy thảo này thôn khê tâm thuộc xã Nam Sơn, huyện Ba Chế, tỉnh Quảng Ninh. Cũng nè giảm lấy thôn khê tâm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn khê tâm, có nghĩa là tổng kết cuối năm. Tại nơi quay đi video kèm một ao nơi ái kèm một dũng phấn nè tổng kết cuối năm nè phấn thì đó cho bé kèm hôm nay một giảm lấy nè tại nhà này văn hóa thôn khe tâm nên chàng này mời để rồi bé khèn ốp lái leo bàn nhãn kỳ môn này tổng kết cuối năm giảm này này thôn khe tâm này gồm tiếp mục kỳ môn áo nhảy kỳ môn áo ấy chuẩn căn này to sầu xây nhảy xây căn này đẩy gậy kéo cò kéo dây căn này bịt mắt đánh trống chàng mùa đời học bé khèn ốp lái leo thì bây giờ quay thôi nên chàng đang chú các đại biểu ta mới tính sai giảm này đi cà điền chú này các quán lộ tài sai dù căn này dù bé ô sai nhân mạnh tài sai dù này hẳn chạp được gian mùa họp hẳn này ai văn nghệ mùa đời đó dù bé khả nổ sai leo văn nắng tìm môn này tổng kết cuối năm giảm này này khép bậc gian
Hãy subscribe.